Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Để xác định cung mệnh của một người nào đó có hợp với mình hay không phụ thuộc rất nhiều vào tử vi, bát quái. Trong hôn nhân cũng vậy, ai cũng mong muốn tìm được người phù hợp với mình để cuộc sống về sau được hạnh phúc, viên mãn. Thưa quý vị, thành vợ thành chồng là do duyên phận, nhưng cũng cần phải xem tuổi hợp khắc ra sao. Trong cung trần lấy vợ cung gì thì hôn nhân hòa thuận, bền lâu, tiền bạc dư giả. Nếu hai tuổi của vợ và chồng ở trong nhóm sinh khí, phúc đức, thiên y, phục vị thì sẽ rất tốt. Điều này báo hiệu một cuộc hôn nhân bền vững, con cái ngoan hiền, công danh sự nghiệp phát đạt. Ngược lại, cực kỳ xấu nếu tuổi vợ và tuổi chồng thuộc vào nhóm ngũ quỷ, lục sát, họa hại, tuyệt mạng. Cặp đôi khốn đốn, công danh sự nghiệp bất thành. Nguy hiểm hơn có thể tai ương, tật ách thê thảm, nửa đời sanh ly, căn kiếp đa chân lận đận, duyên nợ lìa tan. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những người thuộc cung chấn, lấy cung nào thì sẽ được cát lợi nhất, được hưởng lộc trời, giàu sang phú quý. Lấy tuổi nào thì gặp phải vận xui cả đời, gặp họa sát thân. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Một, chồng cung chấn lấy vợ cung ly thuộc sinh khí tốt. Khi xem tuổi vợ chồng mà người nam thuộc cung chấn, người nữ thuộc cung ly thì nhiều điềm báo tốt lành, tin vui tới tấp. Cuộc hôn nhân được bền vững lâu dài bởi hai vợ chồng chung thủy và chân thành đối xử với nhau. Mệnh phú quý nên con cái sinh ra cũng được hưởng thêm phần phúc lộc. Hai vợ chồng được nhiều con cái, con lớn lên có phước hồng, quyền uy hơn người, danh tiếng lẫy lừng. Chồng cung chấn bao gồm các tuổi sau: 1925 Ất Sử, 1934 Giáp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sử, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sử, 2006 Bính Tuất và 2015 Ất Mùi. Vợ cung ly bao gồm các tuổi 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sử, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sử, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn, 1926 Bính Dần. 2. Chồng cung chấn vợ cung tốn thuộc phúc đức, diên niên là tốt. Cuộc hôn nhân giữa chồng chấn vợ tốn vô cùng bền chặt, tình cảm hai người được rèn luyện qua năm tháng, càng ngày càng nồng nàn, thắm thiết. Tuy nhiên, theo tử vi ngày nay.com, phải tới trung vận thì số mới bắt đầu phát, tài lộc dồi dào, gia cảnh an khang thịnh vượng, hậu vận rất tốt, giàu sang hưởng trọn. Hai vợ chồng nếu sinh con trai độc lòng thì người con dễ phất theo đường quan lộc. Chồng cung chấn bao gồm 1925 Ất Sử, 1934 Giáp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sử, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sử, 2006 Bính Tuất và 2015 Ất Mùi. Vợ cung tốn bao gồm các tuổi sau: 1935 Ất Hợi, 1944 Giáp Thân, 1953 Quý Tỵ, 1962 Nhâm Dần, 1971 Tân Hợi, 1980 Canh Thân, 1989 Kỷ Tỵ, 1998 Mậu Dần, 2007 Đinh Hợi và 2016 Bính Thân. 3. Chồng cung chấn vợ cung khảm thuộc thiên y tốt. Hai người này nếu nên duyên chồng vợ thì có thể ở bên nhau tới đầu bạc răng long. Tình nghĩa vợ chồng nồng thắm, dù thời gian hay thời thế đổi thay cũng không thay đổi. Cuộc đời vinh hiển, hai người đều giành được những thành công trong cuộc sống. Con cháu sau này cũng hiền hậu, ngoan ngoãn, gia đình êm ấm, hạnh phúc dài lâu. Chồng cung chấn 1925 Ất Sử, 1934 Giáp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sử, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất và 2015 Ất Mùi. Vợ cung khảm 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Giáp Thân và 2013 Quý Tỵ. 4. Chồng cung chấn vợ cung chấn thuộc phục vị tốt. Cặp đôi này duyên nợ nhiều nên nếu về bên nhau thì gia đạo yên vui êm ấm, bên dưới thuận hòa, cuộc sống gia đình sung túc đủ đầy, tài lộc dồi dào, chẳng phải lo lắng nhiều chuyện, vợ chồng có nhiều điều hài hòa, tâm đầu ý hợp.
Trong cung chấn bao gồm 1925 Ất Sửu, 1934 Sát Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất và 2015 Ất Mùi. Vợ cung chấn 1925 Ất Sửu, 1934 Sát Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất và 2015 Ất Mùi. 5. Trong cung chấn, vợ cung cấn thuộc ngũ quỷ là xấu. Nếu hai vợ chồng mà người nam cung chấn, người nữ cung cấn thì ở bên nhau chỉ mang thêm sầu muộn, cuộc sống gia đình nhiều biến cố xáo trộn, tình cảm hai người cũng không được bền chặt, tranh cãi mâu thuẫn liên miên, có điểm báo đứt gánh giữa đường, chưa lìa đôi ngả. Trong cung chấn bao gồm 1925 Ất Sửu, 1934 Giáp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất và 2015 Ất Mùi. Vợ cung cấn bao gồm 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Giáp Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu, 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý và 1981 Tân Dậu. 6. Trong cung chấn, vợ cung càn thuộc lục sát, xấu. Hai người này tuy có số phu thê nên duyên chồng vợ, nhưng nam cung chấn, nữ cung càn khó lòng chung sống hòa thuận với nhau. Gia đình kém an yên do lục đục bất hòa, vợ chồng không thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Tài vận gia đình cũng kém phần thịnh vượng, vì lẽ đó mà hai vợ chồng càng thêm phần khó khăn, con cái sinh ra cũng nhiều chuyện lận đận, kém hạnh phúc. Trong cung chấn 1925 Ất Sửu, 1934 Sát Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất và 2015 Ất Mùi. Vợ cung càn 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. 7. Trong cung chấn, vợ cung khôn thuộc họa hại. 7. Trong cung chấn, vợ cung khôn thuộc họa hại là xấu. Người chồng thuộc cung chấn, người vợ thuộc cung khôn, xem tuổi vợ chồng thì thấy hai người này duyên kiếp gắn liền nhưng khó bề chung sống hạnh phúc bên nhau. Họ dễ rơi vào cảnh oan khiên, nói rõ tình ngay mà về lý lại thành gian. Cuộc sống gặp nhiều trắc trở do thời thế đảo điên, sức khỏe của cặp vợ chồng này cũng không được tốt, dễ mắc nhiều bệnh tật. Trong cung chấn bao gồm 1925 Ất Sửu, 1934 Sát Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất và 2015 Ất Mùi. Vợ cung khôn bao gồm 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1961 Kỷ Dậu, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu và 2014 Sát Ngọ. 8. Trong cung chấn, vợ cung đoài thuộc tuyệt mệnh, xấu. Vợ đoài chồng chấn nếu đến với nhau thì phải chịu nhiều thiệt thòi, hai vợ chồng có thể phải chịu cảnh chia lìa đôi ngả, duyên kiếp khiến hai người khó có thể ở bên nhau trọn đời, con cháu lâm nhiều bất lợi, nhiều điều phải lo nghĩ muộn phiền. Trong cung chấn 1925 Ất Sửu, 1934 Sát Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất và 2015 Ất Mùi. Vợ cung đoài 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ và 2010 Canh Dần.
Trên đây là 8 cặp con giáp cung chấn lấy các cung khác, cát hung của từng cung như đã chia sẻ ở trên. Vậy làm cách nào để hóa giải những cặp con giáp lục sát, họa hại, ngũ quỷ, tuyệt mạng này? Như chúng ta đã biết, chuyện vợ chồng là nhân duyên tiền định, đôi khi có tránh cũng không được. Nhưng đó là thiên duyên hay nghiệp duyên còn phụ thuộc vào phúc phận của mỗi chúng ta. Nếu phúc dày sẽ có cơ hội tránh được những hung họa này, còn phúc mỏng thì vạn sự tùy duyên. Trong phong thủy, để tăng phúc trợ duyên và để hóa giải những cặp con giáp lấy nhau phạm vào những cung xấu khi lấy nhau, các bậc thầy phong thủy vẫn khuyên dùng những pháp khí của nhà Phật như Bát Bảo Tâm Kinh hay Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mặt trước có khắc hình bát bảo trên bông hoa sẽ, mặt sau là thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, tăng phúc trợ duyên, hóa giải những xung khắc xấu đến với mỗi chúng ta, nhất là những cặp vợ chồng phạm vào những cung xấu này, giúp cho cuộc sống được an bình, hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những cặp vợ chồng thuộc cung xấu, cả đời vất vả, họa vô đơn chí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.